Xin kính chào quý khán giả và các em học sinh đang theo dõi chương trình hướng dẫn ôn tập thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp cùng Sở Giáo dục Đào tạo An Giang thực hiện. Thưa quý khán giả và các em học sinh thân mến, năm học 2016-2017 là năm đầu tiên thì địa lý cùng với các môn lịch sử và giáo dục công dân được đưa vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia dưới dạng là bài thi tổ hợp môn thi là khoa học xã hội qua hình thức trắc nghiệm. Địa lý là một cái môn học mà có khối lượng kiến thức lớn nên để đạt điểm cao thì phụ thuộc rất nhiều vào năng lực học tập của các em cũng như là kỹ năng ôn tập như thế nào. Và để giúp cho các em học sinh tự tin ôn tập và học tốt môn địa lý trước kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay thầy Trương Quyền Vũ, giáo viên trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Phú Tân sẽ hướng dẫn các em kỹ năng ôn tập và làm tốt bài thi môn địa lý. Và tham gia chương trình thì còn có các em học sinh đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền, thành phố Long Xuyên. Và xin được chào đón thầy Trương Quyền Vũ và các em học sinh đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa quý khán giả, các em học sinh thân mến, địa lý là một cái môn khoa học có tính tổng hợp cao và qua đề thi thử nghiệm của Bộ Giáo dục Đào tạo công bố thì thầy Trương Quyền Vũ có thể nhận định là cấu trúc đề thi trắc nghiệm địa lý năm nay thì có những cái điểm gì khác với cái hình thức thi tự luận trước đây ạ? Chào Thúy Ngân, chào các bạn. Thì như chúng ta đã biết là môn địa lý là nằm trong cái tổ hợp bài thi xã hội và năm nay thì chuyển từ cái thi tự luận sang cái hình thức trắc nghiệm. Cho nên nó cũng có nhiều cái thay đổi. Trong đó thì chúng ta thấy có một số cái điểm khác. Trong cái thi tự luận đó thì nội dung thường là bao quát toàn bộ cái chương trình và nó phủ hết cái nội dung. Và chúng ta cũng lưu ý là nội dung cái kiến thức thi thì chỉ nó gói gọn trong cái chương trình của lớp 12. Và do nó phủ cái chương trình cho nên là tránh được cái hiện tượng học tủ, học lệch. Cái điểm khác nữa đó là trong cái đề thi tự luận trước đây đó thì thí sinh cả nước chỉ thi có một cái đề và làm trong một cái thời gian là 180 phút. Còn với cái đề thi trắc nghiệm đó thì được lấy từ trong cái ngân hàng câu hỏi, và như vậy thì mỗi phòng thi thì mỗi thí sinh sẽ thi một cái đề khác nhau, và trên cái đề thi đó thì có 40 câu và làm trong cái thời gian là 50 phút. Điểm khác nữa đó là trước đây đó, khi mà chúng ta thi tự luận đó thì thí sinh đọc cái đề và lựa chọn cái câu dễ làm trước, câu khó làm sau. Nhưng mà với cái hình thức thi trắc nghiệm và cái thời gian nó không cho phép thì chúng ta không thể đọc hết cái đề để tìm ra những cái câu dễ. Và trong cái cấu trúc đề thi thì người ta cũng thiết kế là từ cái câu dễ đến cái câu khó. Cho nên là mỗi câu thì chúng ta chỉ có cái thời gian là chỉ hơn 1 phút. Cho nên chúng ta không thể đọc hết. Đó là cái điểm khác. Và một cái điểm khác nữa đó là trong cái phương án trả lời đó thì người ta đưa ra mỗi câu như vậy là 4 phương án, và chúng ta chỉ được chọn một cái phương án đúng. Và cái phương tiện chấm là máy chấm. Cho nên là sẽ không có cái điểm thưởng hoặc là những cái điểm mà sáng tạo. Thì đó là cái khác. Và đối với cái môn địa lý thi tự luận trước đây đó thì có cái phần là rèn luyện cái kỹ năng vẽ biểu đồ, thì chuyển sang cái hình thức trắc nghiệm thì không còn cái kỹ năng vẽ nữa mà sẽ chuyển sang là cái hình thức là nhận dạng cái biểu đồ đó. Và theo cái cấu trúc đề minh họa của bộ và cái đề thử nghiệm của Bộ Giáo dục ban hành vào tháng 10 và tháng 2 năm 2017 đó thì gồm có 4 cái chủ đề trong cái phần lý thuyết. Thì chủ đề tự nhiên đó thì khoảng 7 câu, chủ đề địa lý dân cư thì khoảng 3 câu, chủ đề địa lý các ngành kinh tế là 10 câu, chủ đề địa lý các cái vùng kinh tế là 10 câu. Như vậy thì phần lý thuyết có tổng cộng là 30 câu, và cái phần kỹ năng thực hành đó thì khoảng 10 câu. Vì trên cái đề thi đó là 40 câu, và trong cái phần kỹ năng thực hành đó thì có 5 câu dành cho cái khai thác Atlas, 1 câu nhận dạng biểu đồ, 2 câu phân tích cái bảng số liệu và 2 câu phân tích cái biểu đồ. Và cũng theo cái cấu trúc của cái đề minh họa đó thì khoảng 60% kiến thức câu hỏi dành cho cái mức độ là biết và hiểu, và 40% còn lại là dùng để phân loại học sinh ở cái mức vận dụng cao và vận dụng thấp.
Dạ, thưa thầy, thi trắc nghiệm thì nó đòi hỏi là cái câu trả lời nó phải chính xác. Như vậy thì nó sẽ không có phù hợp với những cái em mà học dẹt, học tủ. Thầy có thể hướng dẫn cho các em cái cách, cái phương pháp học như thế nào để mà có thể làm tốt bài thi môn địa lý ạ? Thì khi mà chuyển sang cái hình thức kiểm tra tự luận thì cái phương pháp học cũng phải có cái thay đổi từ cái tự luận sang trắc nghiệm. Thì ở đây thì chúng ta lưu ý một cái đặc điểm là chúng ta có phương pháp học để chuẩn bị cho cả cái kỳ thi, chứ không phải là chúng ta đặt ra một cái cách học để đối phó với kỳ thi. Cho nên đối với cái môn địa lý thì cái phương pháp học mà chúng ta chuẩn bị kỹ thì nó sẽ đạt cái hiệu quả cao. Thì thứ nhất là chúng ta phải học cho nó đúng cách, tức là chúng ta học đầy đủ cái nội dung chương trình và bám sát theo cái cấu trúc của cái đề minh họa, tránh cái học tủ. Đó, đây là cái điều cấm kỵ khi mà chúng ta thi theo cái hình thức trắc nghiệm. Thì có thể mình học theo cái hình thức sơ đồ hóa, tức là chúng ta nắm trọng tâm của các cái chủ đề như đã trình bày ở trên đó, tức là chúng ta có 4 chủ đề và trong mỗi chủ đề thì chúng ta cần nắm cái gì. Có nhiều người nghĩ rằng là thi trắc nghiệm thì sẽ hỏi những cái nội dung rất là chi tiết, và nếu như vậy đó thì mình học mà rất cụ thể, rất chi tiết thì đôi khi lại nó quá nhiều và rất dễ quên. Cho nên mình cần phải nắm cái trọng tâm và cái bao quát nhất đó, đó là cái dạng thi trắc nghiệm. Thứ hai đó là chúng ta phải đọc kỹ cái trong cái thi trắc nghiệm đó thì cái cách giải nó cũng khác. Tôi lấy ví dụ như trong cái tự luận đó thì chúng ta làm theo các cái bước, chẳng hạn như là người ta hỏi trình bày cái điều kiện phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên chẳng hạn. Thì nếu như mà mình thi theo hình thức tự luận là mình phải trình bày các bước là điều kiện thuận lợi, khó khăn, rồi trong cái thuận lợi đó thì có cái điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội, thì khó khăn nó cũng tương tự như thế. Như vậy thì khi chuyển sang trắc nghiệm thì mình không thể làm theo các bước đó, thì phương pháp mình phải thay đổi. Ví dụ như là người ta hỏi như thế này là cái huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa là thuộc cái vùng kinh tế nào sau đây? Thì A là Bắc Trung Bộ, B Duyên Hải Nam Trung Bộ, D là C là Đông Nam Bộ và D là đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy thì câu hỏi này là chỉ nhằm tái hiện cái kiến thức, tức là chúng ta nhớ thì chúng ta chọn cái đáp án đúng. Thì cái đáp án đúng đó là cái vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Còn cái câu hỏi thứ hai là sông nào ở khu vực nào sau đây thì có lũ vào cái thời kỳ thu đông. Thì câu hỏi này là câu hỏi vận dụng, có nghĩa là trong cái chương trình học chúng ta không có cái nội dung này, nhưng mà trong cái bài thiên nhiên nhiệt đới gió mùa về khí hậu đó thì người ta có đề cập đến yếu tố là vào giữa và cuối mùa hạ thì cái gió mùa tây nam từ cái xuất phát từ cái gió mậu dịch của Nam Bán Cầu thổi về và gây mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên, và cùng với cái giải hội tụ thì ở ven biển Trung Bộ là mưa vào tháng 9, tức là mưa vào thu đông. Như vậy thì kết hợp với cái yếu tố bão và giải hội tụ nhiệt đới thì cái vùng ven biển Đông Trường Sơn sẽ mưa vào cái thời kỳ thu đông. Như vậy thì đối với câu hỏi này là mình vận dụng kiến thức để mà mình lựa chọn cái đáp án. Cho nên là mình phải thay đổi cái cách học. Trước đây đó là chậm và chắc, thì bây giờ mình chuyển sang cái hình thức là nhanh và chắc. Và chúng ta không đi vào tỉ mỉ những vấn đề đó. Cái thứ ba đó là chúng ta phải hiểu rõ và chúng ta làm thành thục các cái kỹ năng, ví dụ như khai thác cái lab, rồi nhận dạng biểu đồ và phân tích các cái số liệu. Thì nếu như chúng ta làm tốt cái này thì cái vấn đề bài thi chúng ta sẽ làm đạt kết quả tốt. Và cái yếu tố thứ tư đó là chúng ta phải luyện tập thường xuyên. Có cái luyện tập thường xuyên thì có thể là trên lớp thì giáo viên có thể ra cái bài tập để cho mình làm. Và khi mà thí sinh làm quen đó, thì mình sẽ nhận dạng được cái câu hỏi, rồi mình sẽ nhận ra những cái lỗi và chúng ta sẽ tích lũy được cái kiến thức, và như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Và tôi nghĩ thì với một cái ôn tập mà chúng ta luyện tập từ từ và điều đặn và có cái kiên nhẫn và có một cái kế hoạch thì tôi nghĩ là thi nó sẽ đạt kết quả tốt hơn. Dạ vâng, thưa thầy, lúc nãy thầy cũng có nói là khi mà từ cái hình thức tự luận á, chuyển qua thi trắc nghiệm á, thì ở môn địa lý là lúc trước tự luận thì có yêu cầu là phải vẽ được cái biểu đồ và phân tích cái bảng số liệu. Như vậy thì năm nay mà khi mà chuyển qua mình thi trắc nghiệm thì nó sẽ có những cái dạng bài tập như thế nào để các em có thể nhận dạng được, thầy hướng dẫn cụ thể hơn ạ? Thì đối với cái câu hỏi về rèn luyện kỹ năng đó
thì trước đây là vẽ, thì bây giờ là chuyển sang nhận dạng. Cái thứ hai đó là cái kỹ năng về phân tích số liệu thì nó cũng tương tự như trước đây, nhưng mà nó tổng quát hơn. Thì về kỹ năng mà nhận dạng biểu đồ đó thì tôi có thể khái quát là chúng ta có 5 loại biểu đồ mà các em thường gặp. Thứ nhất là biểu đồ cột, và biểu đồ đường, biểu đồ kết hợp, biểu đồ miền và biểu đồ tròn. Thì có thể nói một cách khái quát nhất là biểu đồ cột thì thể hiện cái đối tượng là cái giá trị tuyệt đối, cao hơn, thấp hơn, nhiều hơn, ít hơn. Biểu đồ đường thì thể hiện cái tốc độ tăng trưởng qua một số năm của một cái đối tượng nào đó. Biểu đồ kết hợp thì thể hiện được hai cái đối tượng có hai đơn vị khác nhau. Biểu đồ tròn thì thể hiện cái quy mô và cơ cấu, và biểu đồ miền là thể hiện cái cơ cấu và sự chuyển dịch mà các đối tượng qua một số năm. Như vậy thì dựa vào cái những cái dấu hiệu đó thì mình có thể mình nhận dạng cái biểu đồ để mình chọn cái loại thích hợp. Thì thông thường trên cái đề thi thì người ta ra là một cái bảng số liệu, ví dụ như là diện tích và sản lượng lúa nước ta cái giai đoạn 2005-2014 chẳng hạn. Và người ta hỏi như thế này là để mà thể hiện tốc độ tăng trưởng của diện tích và sản lượng lúa giai đoạn đó, tức là 2005-2014, thì biểu đồ nào thích hợp nhất. Thì trong đó người ta cho là 4 loại biểu đồ, là A là biểu đồ miền, hoặc là B là biểu đồ đường, C là biểu đồ tròn, hoặc là D là biểu đồ kết hợp chẳng hạn. Thì để thể hiện được cái tốc độ thì chỉ có biểu đồ đường là phù hợp nhất, thì cái đáp án chúng ta chọn là cái biểu đồ đường là phù hợp. Thì đó là nhận dạng biểu đồ. Còn cái thứ hai, cái kỹ năng thứ hai là phân tích số liệu. Thì số liệu thì nó có cái, chúng ta lưu ý cái giá trị tuyệt đối và cái giá trị tương đối. Và chú ý trong cái bảng số liệu thì có những cái đột biến. Ví dụ như là nó tăng vượt bậc, nó tăng nhanh, hoặc là tăng liên tục, hoặc là giảm không liên tục chẳng hạn. Thì chúng ta chú ý. Và khi chúng ta phân tích thì phân tích cái tổng quát hơn. Tôi lấy ví dụ như là chẳng hạn như người ta cho một cái bảng số liệu về sản lượng thủy sản của nước ta trong giai đoạn từ 2005 đến 2014. Thì người ta hỏi như thế này là nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2005-2014. Thì trong đó có là 4 cái phương án, là giới hạn như là khai thác tăng, rồi nuôi trồng giảm, rồi phương án B là khai thác giảm, nuôi trồng tăng, hoặc là phương án C là nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác, hoặc là phương án D là khai thác tăng nhanh hơn. Như vậy nếu như mà chúng ta nhìn tổng thể đó, thì từ 2005 với 2014 đó, thì khai thác thì từ 1.900 lên 2.009, tức là có tăng lên 1.000. Còn nuôi trồng thì từ 1.400 lên 3.400, tức là tăng khoảng 2.000. Như vậy thì cái tốc độ tăng, cả hai cái này đều tăng hết. Thì cái ý A và ý B là khai thác tăng hoặc là nuôi trồng giảm chẳng hạn là không đúng. Còn cái tăng 2.000 với tăng 1.000 thì cái rõ ràng là nuôi trồng nó tăng nhanh hơn. Như vậy thì chúng ta chọn cái ý C là hợp lý, tức là nuôi trồng nó tăng nhanh hơn khai thác. Như vậy thì chúng ta nhìn cái tổng thể là cái năm đầu và cái năm cuối, và chúng ta cách nhẩm tính thì chúng ta sẽ thấy được cái đáp án. Và cái câu hỏi thứ hai về kỹ năng phân tích số liệu đó là người ta vẽ hai cái biểu đồ, tức là có hai câu và người ta vẽ sẵn cái biểu đồ, sau đó người ta đưa ra một cái nhận xét là ý nào không đúng hoặc là ý nào đúng. Đó, thì cái cách cũng phân tích chúng ta cũng tương tự như là cái phân tích cái số liệu. Nhưng mà cái mà chúng ta cần tránh ở chỗ này đó là theo tôi thấy một số em đó, tức là mất thời gian khi mà các em lấy máy các em tính, rồi các em tính nhẩm hoặc là tính máy tính chính xác thì rất là đúng, nhưng mà nó sẽ mất thời gian cho một cái câu hỏi dành cho cái phần phân tích số liệu này. Yeah. Thưa quý khán giả, các em học sinh thân mến, thì cái kiến thức môn địa lý rất là rộng, mặc dù là đã có sự hỗ trợ của Atlas Địa lý Việt Nam. Tuy nhiên thì các em phải nắm được cái phương pháp đọc và học và làm bài thi và sử dụng cái Atlas như thế nào để cho hiệu quả. Xin mời thầy hướng dẫn cho các em cách sử dụng Atlas Địa lý Việt Nam ạ. Thì khi mà chuyển sang tự luận mà sang trắc nghiệm đó, thì tôi thấy cũng có một cái may mắn, tức là dẫn cái có thể sử dụng Atlas trong quá trình thi. Và trong cái cấu trúc đề minh họa như đã phân tích ở trên đó, thì chúng ta có tất cả là 5 câu sử dụng Atlas. Như vậy thì để mà khai thác và làm hiệu quả, làm tốt các cái câu hỏi về Atlas, thì tôi nghĩ là cái thứ nhất là chúng ta nắm cái khái quát toàn bộ cái Atlas, cái nội dung của nó. Thì cái này thì cũng trong quá trình học ở trên lớp thì có thể là các em làm việc thường xuyên thì sẽ nắm được cái ý này.
Cái thứ hai nữa là chúng ta nắm từng trang. Từng trang ở đây là mình không phải đi vào chi tiết những cái nội dung cụ thể, nhưng mà từng trang đó nó có thể hiện được những cái ký hiệu. Đó. Và cái trang nào là ký hiệu chung và trang nào là ký hiệu của từng trang. Và như vậy thì chúng ta cũng lưu ý một cái điểm là đối với những cái câu hỏi sử dụng MATLAB thì chúng ta phải đọc kỹ xem coi người ta hỏi ở cái trang nào và người ta yêu cầu cái gì. Tại vì chúng ta xác định chính xác như vậy đó thì chúng ta sẽ làm chọn một cái câu hỏi nó đáp án nó phù hợp. Và ví dụ như đó những cái câu hỏi Atlas mà nói về cái sự phân bố hoặc là ở đâu thì chúng ta nên xem trên cái phần bản đồ. Còn nếu mà hỏi về cái quá trình phát triển hay là cái tình hình phát triển gì đó thì chúng ta dựa trên cái biểu đồ của cái trang Atlas đó thể hiện. Đó. Và tôi lấy ví dụ như chẳng hạn như là trong các cái câu hỏi trong cái đề minh họa đó thì người ta hỏi như thế này, tức là căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 15 đó, thì cho biết cái đô thị, các đô thị nào sau đây là đô thị đặc biệt. Như vậy thì ở cái trang này là cái ký hiệu đô thị đặc biệt là tại cái trang 15, mình không phải lặt ở trang nào hết. Yeah. Thì vẫn có thể là chữ trả lời và chọn cái phương án. Còn cái ví dụ thứ hai là chẳng hạn như là căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 21 thì cho biết các cái trung tâm công nghiệp nào có quy mô trên 120.000 tỷ đồng. Như vậy thì ở cái trang 21 này nó sẽ không có cái ký hiệu. Và cái trung tâm công nghiệp nó thể hiện nhiều cái vòng tròn và kích cỡ nó khác nhau. Như vậy thì mình muốn chọn được cái đáp án thì mình phải lặt qua cái trang 3, tức là lặt ngược lại cái trang ký hiệu chung để chúng ta biết coi cái kích thước của cái vòng tròn trên 120.000 tỷ đồng đó là nó nằm ở chỗ nào và nó bao lớn. Thì như vậy thì chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta sẽ lựa chọn một cái đáp án phù hợp. Và như nói như thế. Nhưng mà cái mà chúng ta cũng lo nữa đó là được đem Atlas vào sử dụng. Trước đây thi tự luận đó thì có những câu hỏi nó không cần yêu cầu sử dụng Atlas, nhưng mà mình vẫn có thể sử dụng Atlas để mình làm cho những câu tự luận đó. Còn đối với trắc nghiệm đó thì do cái thời gian nó chỉ hơn có một phút một câu, cho nên là cái Atlas này chúng ta chỉ khai thác cho những câu mà có sử dụng Atlas. Ví dụ như căn cứ vào Atlas trang mấy thì chúng ta sử dụng. Còn những câu nào mà không có hỏi căn cứ vào Atlas mà chúng ta sử dụng cho những câu khác thì nó mất thời gian. Dạ. Và khó đạt được cái hiệu quả cao. Vâng, phải nói là trong cái thời gian là 50 phút mà 40 câu thì cũng khá là căng thẳng. Như vậy thầy có thể hướng dẫn cho các em cái cách phân bổ làm bài thi như thế nào để mà hiệu quả? Thì cái đầu tiên đó, theo tôi nghĩ đó là các em nên có một cái tâm lý tự tin. Tức là chúng ta có một cái phương pháp học tốt và chúng ta có cái sự chuẩn bị. Bởi vì nếu như mà chúng ta vào thi mà chẳng hạn như chúng ta gặp một vài cái câu hỏi khó mà chúng ta mất cái bình tĩnh, chúng ta không biết làm như câu hỏi đó thì đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái bài thi. Đó, cho nên là mình cần phải bình tĩnh và tự tin. Và cái áp lực nữa là trong một buổi chúng ta thi tới 3 môn. Yeah. Cái thứ hai đó là chúng ta đọc kỹ cái câu hỏi. Đọc kỹ câu hỏi để chúng ta xác định cái yêu cầu của câu hỏi. Đọc kỹ ở đây đó là theo tôi đó là đọc chính xác, chứ không phải là đọc kỹ. Đây là chúng ta đọc từng chữ rồi chúng ta nghiền ngẫm cái phương án trả lời. Đọc chính xác ở đây tôi lấy ví dụ như chẳng hạn như là người ta hỏi như thế này: ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta không phải là ngành đó, thì cho A, B, C, D. A là dựa vào hoàn toàn vào vốn đầu tư nước ngoài, B là có thế mạnh lâu dài, C là cái đem lại cái hiệu quả kinh tế cao, và D là cái tác động đến sự phát triển của ngành khác. Như vậy nếu như mình học ở trên lớp đó, thì cái ngành công nghiệp trọng điểm nó sẽ có 3 cái đặc điểm là thế mạnh lâu dài, hiệu quả kinh tế cao và tác động đến sự phát triển của các ngành khác. Như vậy thì cái ý không phải là ý A, tức là dựa vào hoàn toàn vốn đầu tư nước ngoài. Yeah. Như vậy thì nhiều em đó là cái câu của người ta là không phải. Đó, thì các em lại là đọc lướt qua và chọn cái câu đúng. Câu đúng, và như vậy thì có nghĩa là mình đã chọn sai cái so với cái câu hỏi. Yeah. Đó, cho nên là cần đọc kỹ ở đây là đọc chính xác cái câu hỏi. Cái thứ ba đó là chúng ta trong quá trình làm bài đó chúng ta tránh cái tỉ mỉ, cái cằn mẫn mà trong cái cách giải và cái phân bố thời gian. Tôi lấy ví dụ như các em làm, có nhiều em rất là cẩn thận, tức là chọn cái phương án nào đó rồi ghi ra ngoài giấy nháp. Ví dụ như là câu 1
phương án A chẳng hạn. Rồi xong rồi bắt đầu các em mới tô vào. Và như vậy thì làm như vậy thì nó mất cái thời gian. Mà trong cái thi trắc nghiệm thì cái thời gian là rất là quý. Đó. Và vậy thì chúng ta tránh những đó. Cái thứ hai nữa là có những câu khó chúng ta dừng lại quá lâu. Đó. Thì thật ra thì trong cái trắc nghiệm đó thì câu dễ và câu khó thì điểm số nó như nhau. Nhiều khi mình dừng lại một cái câu nào đó thì mình sẽ mất cái thời gian cho những cái câu còn lại. Thì tốt nhất là chúng ta nên làm qua, bỏ qua cái câu đó rồi chúng ta làm những cái câu khác để cuối cùng chúng ta quay lại là chúng ta sẽ làm những cái câu khó đó. Đó. Và như vậy thì cái một cái nữa đó là trong cái cách làm đó là chúng ta sử dụng cái phương pháp mà loại trừ. Tôi lấy ví dụ như là cái câu hỏi là như thế này. Trong cái cơ cấu sản lượng điện nước ta thì tỷ lệ lớn nhất thuộc về A là nhiệt điện, điện gió, B là thủy điện, điện gió, rồi C là nhiệt điện và thủy điện, và D là thủy điện và điện nguyên tử. Như vậy loại trừ ở đây là gì? Là điện nguyên tử là Việt Nam chưa có thì chúng ta loại ra. Cái thứ hai nữa là điện gió là ở Việt Nam mình rất ít. Và vậy thì ý A, ý B có điện gió là chúng ta loại trừ ra ngay. Như vậy thì chỉ còn lại một cái phương án là phương án C, tức là cái sản lượng điện nhiều nhất là nhiệt điện và thủy điện. Và như vậy thì chúng ta sẽ chọn được cái phương án đúng. Mà như vậy là chúng ta không phải đoán bừa mà chúng ta đoán loại trừ có cái cơ sở. Đó. Và nói tóm lại là nếu như chúng ta có cái luyện tập thường xuyên thì chúng ta sẽ nhận dạng được cái câu hỏi, rồi chúng ta nhận ra những cái lỗi mà mình hay mắc phải, và chúng ta tích lũy được cái kiến thức. Và như vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ làm bài nó sẽ tốt và cái thời gian nó sẽ hợp lý. Dạ, rõ ràng là trong cái thời gian 50 phút với 40 câu hỏi, với cái mức độ phân hóa năng lực của học sinh cao như vậy thì đòi hỏi các em phải có cái kỹ năng làm bài thi để mà tránh những cái sơ sót. Mà theo kinh nghiệm của thầy thì những cái sơ sót, những cái lỗi mà các em thường mắc phải nhất là gì ạ? Và làm thế nào để khắc phục được ạ? Thì trong cái quá trình mà có giảng dạy trên lớp và có kiểm tra rồi có sửa chữa bài của các em thì tôi cũng thấy được một số cái lỗi mà các em thường hay mắc phải. Cái lỗi thứ nhất là cái tô sai cái đáp án. Có nghĩa là có những em không cẩn thận, khi mà mình đọc câu hỏi mình thấy cái câu đó dễ quá, trong đầu mình nghĩ là mình chọn cái phương án A là phương án đúng, nhưng mà khi tô trong cái phiếu trả lời thì lại là tô phương án B chẳng hạn. Như thế tức là mình tự tin và mình hơi không cẩn thận đó. Thì cái trường hợp này có nhưng mà nó cũng không nhiều lắm. Và như tôi đã nói ban đầu, tức là cái cấu trúc của cái đề thi là từ dễ tới khó. Như vậy thì ngay từ những cái câu dễ, khi mà mình đã chắc chắn cái phương án đúng thì mình nên tô ngay những cái phương án đó. Để chi? Để mình có một cái thời gian dài để mình dành cho những cái câu khác khó hơn. Đó. Và như vậy thì nó cũng khó có cái khắc phục được cái tình trạng là chúng ta tô sai cái đáp án. Rồi cái thứ hai đó, cái lỗi thứ hai là đọc không kỹ cái đề. Thì như tôi phân tích nãy đó, ví dụ như không đúng, ý nào sau đây không phải, hoặc là phát biểu nào sau đây đúng đó, thì nhiều em đó thì lại là hiểu đọc lướt qua rồi hơi, nói chung là hơi cẩu thả chút xíu, thì lại là chọn cái ý khác. Ví dụ người ta nói không đúng thì mình lại chọn cái đáp án đúng. Đó. Cho nên là để khắc phục cái này thì chúng ta nên đọc cho chính xác cái yêu cầu của cái câu hỏi. Đó. Và như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả. Và cái thứ ba nữa là phân bố thời gian, tức là những cái câu nào mà khó thì chúng ta nên gạch làm dấu để lại sao? Để lại thì tức là chúng ta làm tiếp tục, rồi khi còn dư thời gian thì chúng ta quay lại chúng ta làm những cái câu đó. Và như vậy thì tôi nghĩ là cái thời gian 50 phút thì nếu như chúng ta biết cái cách trình bày và cái phân bố hợp lý thì chúng ta vẫn có thể làm được. Và tôi hy vọng là để tránh những cái sai sót đó thì chúng ta luyện tập thường xuyên, chúng ta biết cái cách khai thác tốt AdLab, và chúng ta tận dụng được các câu hỏi sử dụng AdLab, rồi cũng như là chúng ta phân tích được các cái số liệu, thì tôi nghĩ là các em qua cái quá trình luyện tập ở trên lớp, ở nhà thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả rất là cao. Vâng, xin được cảm ơn thầy Trương Quyền Vũ. Thưa quý khán giả, các em học sinh thân mến, đề thi trắc nghiệm môn địa lý năm nay sẽ bao quát toàn bộ chương trình và phổ kiến thức kiểm tra rộng hơn, chứ không như là cấu trúc bài thi tự luận như trước đây. Và để đạt điểm cao môn địa lý thì không chỉ dựa vào mẹo hay là thủ thuật đoán đáp án đúng, may rủi, mà phải có cái sự tư duy.
Vì vậy thì các em học sinh cũng không nên bỏ bất kỳ phần nào trong sách giáo khoa địa lý lớp 12 để có thể làm tốt bài thi trắc nghiệm môn địa lý và đạt kết quả như mong muốn. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho các em tự tin làm tốt bài thi môn địa lý trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới. Và một lần nữa xin được cảm ơn thầy Trương Quyền Vũ đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn các em học sinh đã quan tâm theo dõi và quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Ruby Top 325 SC với hai hoạt chất cực mạnh, tiếp xúc, thấm sâu và lưu dẫn mạnh. Diệt ngay bào tử vừa tiếp xúc hay đã xâm nhiễm vào bên trong cây lúa, vết bệnh nhanh chóng khô mặt. Ruby Top 325 SC diệt trừ đạo ôn, bảo vệ năng suất.